Kéo thơ đẹp quá nhỉ. Bởi vì chú không phải là người theo đạo Công giáo ạ. Chú không theo đạo cho nên là đọc những quyển sách ở mua ở đây này ở nhiều chỗ khó hiểu. Nhưng mà cũng có nhiều người không theo đạo đi vào đây mua sách ở đây Ừ. đó. Nhưng Họ chú đã đến đến mua sách. chỗ đã đến chỗ Chúa sinh ra ở Jerusalem rồi. Ở Bethlehem. Mấy lần trước chú đến là một chị khác bán Bữa nay chị đang về chị chầu cái gì à? Chiều chị xem. sách gì là không gặp. Thực tế các đạo đều hướng đến một cái là sống thiện, ăn ở tốt. Chú có dịp sang Jerusalem vậy là đi đi du lịch hay là đi Chú ấy? đi du lịch. Du lịch. Ngày đêm ngày 24 năm ngoái. Ở bên đó. Còn nếu mà đi vào cái dịp đấy thì Ừ. cũng nhiều Nhộn đấy. nhịp đâu. Alo, chào chị Tô Tô. Đây, còn ở đây còn 3 cái nữa, vì công ty treo. Chào chị Tô. Đấy, vậy ta thân thử ấy xem. Tức là cái này thì cứ phải cho to, găng chạy. Thế là cha thử ạ? Không, tức là bỏ ấy là bỏ ra cái phòng thử trực để ấy, để có các cái đoạn đến dân với ấy. Ở nhà sư biết không phải anh em không phải đem từ nhà ra bây giờ tuyển lựa thành ba cỡ sao lấy ba cỡ cái đấy cha hỏi ba thì hỏi là nói chuyện không phải là à, sao cứ mai sẽ bảo là trang đấy à nhưng mà ý là lấy luôn là mình là ý là bây giờ xong luôn hay là để chắc mai bây giờ lấy luôn đến luôn xong là mình nhập cái khác trong 3 năm từ cao đến to thì con cứ lấy 3 cỡ nhá. Ừ, 3 cỡ. 3 cỡ là cái độ dài nó khác nhau không? Đây là 3 cỡ. Đấy, xong rồi bổ sung cái này vào sao? Vừa mình không nhỉ?